Xin chào tất cả anh em, hôm nay đã trở lại với Lê Cardio và tiếp tục những cái món hàng để phục vụ anh em chơi audio vào dịp cuối năm. Thì Khôi giới thiệu lại với anh em cặp AR6. Thì đây cũng là cặp la đình nhất trong cái họ trong các cái đời của AR6 anh em nhé nha. Thì anh em nào quan tâm thì xem kỹ clip giúp Khôi ha. Thì AR6 về kích thước, về hình cấu tạo các thứ nó đều giống với AR4. Tuy nhiên cái đời AR6 này là đời sử dụng gân mút cho tiếng bass, nó nông hơn, người Bắc gọi là nông, còn mà người Nam thì còn gọi là bass, nó mạnh hơn. Thì anh em nào có những cái đôi tai mà thiên về cái dải trầm thì thích AR thì chỉ có đôi này nó sẽ đáp ứng tốt cái yêu cầu của anh em nha. Rồi thì Khôi vẫn quay cho anh em đầy đủ chi tiết nha. Thì lưới zin, tem zin. Tuy nhiên do vận chuyển nó bị rất một lỗ này. Cái này mình có thể dùng kim mình khâu lại hoặc là mình bọc lại lưới mới nha. Lưới mới thì cũng giống như AR thôi nhưng mà cũng cũng mới hơn nha. Cái đó thì rất là nhiều người đang nhập lưới về và bán nha. Còn về cặp loa zin tuyệt đối nè. Chưa bung ngóc nha, chưa bung ngóc. Thì Khôi cũng đã từng giới thiệu rồi. Thì ở bên đó họ giật ra để họ thay cái gân mút nha. Còn về Việt Nam mình chưa bung ngóc luôn. Kinh khủng khiếp vậy đó. Thì cái đời này là đời cao cấp nhất. Lồng vàng này, bát kẻ ô này, râu dài này anh em ha. Đó, kể cả bên này là chép này, cái này là cầu nội luôn ha. Chép giấy nó giống như R4, không khác gì hết nha. Rồi cặp này đánh bát rất là sâu nha. Tương tự bên này, rất là tuyệt vời, rất đẹp. Zin tuyệt đối. Thùng rất đẹp ha. Thùng rất đẹp. Vân gỗ đẹp luôn. Các ngày xưa làm những cái vân gỗ rất là đẹp, nó rất là cổ điển, nó không có màu mè ha. Rồi phía sau nè, thì đây tôi rút cái này ra luôn. Thì anh em thấy là rất là đẹp, đít rất đẹp ha, đít cám này, như gọi là đít cám. Số series thì nó lệch nhau cũng vài chục số anh em ha. Đó, một tinh chỉnh như R4, tất cả còn đều rất đẹp. Đó. Nói chung cặp loa xứng đáng để chơi theo Khôi đánh giá. Thì thực tế mình cũng đã bán cả vài cặp loa AR4 gần đây, thì Khôi đánh giá cặp AR6 này nó hay hơn, hay hơn các AR4 mà cùng tầm tiền nhá. Thì nhân dịp cuối năm thì Khôi có một cái chương trình khuyến mãi cho tất cả mặt hàng, đặc biệt là về loa. Thì cặp này Khôi giảm giá cho anh em còn lại là 9 triệu 500 ngàn, và anh em nào chuyển khoản Khôi sẽ bao ship tận nơi luôn nhá. Đây là cái giá tốt nhất mà Khôi có thể đưa ra để phục vụ anh em, tại vì giá này giá giá vốn và tặng ship anh em nha. Anh em lưu ý là những cái mặt mặt hàng cuối năm này Khôi bán đều là giá vốn, và anh em nào chuyển khoản thì tặng ship, coi như một lời tri ân, lời cảm ơn gửi tới anh em, nên rất mong anh em sẽ không mặc cả nữa nha. Anh em nào có nhu cầu và am hiểu về cái dòng này thì anh em sẽ biết được cái giá trị của nó nhé. Rồi và phần cuối là Khôi sẽ test thử chất âm, và Khôi sẽ ghép với một con âm ly Marantz. Marantz 1070, con này đã lên cái vỏ gỗ piano rất đẹp, thì tí nữa sẽ mời anh em cùng nghe thử nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều và chúc tất cả anh em một buổi chiều tốt lành. Em buồn vì mình yêu nhau.
vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không? Anh buồn biết mấy, giang nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Cũng